ơn ba cơ chú. Hai con làm gì vậy? Ba. Ba con gì vậy? Em sang Mika mua đồ chơi. Mua đồ chơi hả? Có biết đồ chơi hay là đồ ăn? Biết vậy? Không biết hả? Biết rồi. À, con à, ba con nói gì con không biết. Con nói gì vậy nhưng mà con không biết cái cho chị cho gì hả? Dạ. Chị cho Urasung nha. Thì vậy là sang Mika hết. Morgen waren gelbe Säcke drin gerade. Ich habe schon Angst gehabt, dass heute Mülltonnen dran waren. Nee. Aber sie fahren. Thôi đợi đi, đợi chị vô đi. Uống nước nè, nước nè, mẹ cho nước uống. Sao con làm gì cơ? Nói của mẹ, mẹ làm cho hai đứa uống, uống thử. Mày sẽ start. Uống đi. Vẽ khỏi, đợi đâu. Vẽ khỏi. Em sao nó khuất thì mù. Cho em uống đi con. Con uống rồi. Mình có thể uống. Dạ. Em cũng hấp, em cũng uống khác vậy con cho em uống. Mình sẽ uống lão, ai cũng sẽ bỏ từ rồi. Sẽ tiếp. Con đợi nóng lên bà xem đẹp không Lia. Đây con hát bài mới đi. Thôi chị uống đi con. Man, you're a baby, good time is a good. Bà hiếp phần chát. Con hát bài bài Không Ai Thương Mẹ Bằng Con đi Lia. Mẹ là quê hương đi. Này cuối đâu phải mẹ mua đâu. Mẹ cắn Sammy á. Mẹ mua cho con này đàn hồi nào đâu. Mẹ đâu thích cái này đâu. Ai tặng cho con này Timo? Sammy ra con khỉ hả? Mẹ mang khỉ vào của con là con cọp. Timo của con là con cọp. Cái này kẹo á, cái nhà nó làm hình cọp nè. Của con chó hả? Mẹ coi coi. Có con mèo, đi ăn ngồi xuống, con Kitty, con mèo Kitty. Ừ, đó con mèo. Ngon không? Nói cho ông bà nghe đi. Dạ. Ngồi xuống ông ơi, ngồi anh bà ăn là bất lịch sự đó. Ừ. Đi ăn ngồi xuống con, mẹ mới nói sao? Con nói đi, chị Samia cho Timo kẹo. Con nói coi chị Lia ơi. Con dạy em nói đi, chị Samia cho kẹo. Dạy em nói tiếng Việt đi con. Con nói coi Timo, chị Samia cho con kẹo. Nói đi ông ơi. Mắt. Con mắt hả? Timo nói con mắt ơi, con mắt. Con mắt đâu? Con mắt của con đâu? Cái miệng đâu? Cái miệng của Timo đâu? Cái miệng của con đâu? Mẹ nói cái miệng của con chứ cái miệng của kẹo. Đúng rồi. Cái miệng. Mami, was ist das? Ăn rồi đi, ngồi đi chơi nữa đây nha. Ủa, ngon không ta? Ngon dữ lắm hả? Mama, chị mà xin gummy bear, xin gummy bear. Yeah, I have all. Ê quên nữa, hai đứa có nói cảm ơn chị chưa? Này. Con cảm ơn rồi. Dạ bà nhỉ. Tại sao con không cảm ơn khi người ta cho quà con mới cảm ơn chứ? Con nói sao khi mà cảm ơn rồi. Bà mẹ gái ấp cái bộ con hai khóc ở nhà trình khóc ấp cái bộ con ra mì gái. Mẹ gái không thật phút cho mà. Này. Nó nói là tại vì Lia Samia làm hư cái đầu nên không chị nói cảm ơn. Không có giỡn gì nhau không? Con có nói cảm ơn rồi. Em nói cảm ơn rồi hả con? Dạ hả? Dạy em hát đi, không ai yêu mẹ bằng con đi. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai thương con bằng mẹ. Thì muốn biết hát gì trơn á. Buồn ơi là buồn à. Vui duyên quá à. Thôi tạm biệt ông bà cô chú đi. Everybody is going to go. Hát đi. Ăn hết thì hát. Lia về thuộc bài à. Bye bye. Lia thuộc rồi. Nước này nó dặm đi. Bây đường đi lo. Rồi thuộc chưa? Từ khi nha. Timo để chị hát cái nha con. Cho chị hát nha. Cảm ơn Timo nha. Timo ngoan nha.
Rồi đi hát đi, hát đi ăn con. Mẹ cầm cho con hát đi. Mẹ cầm cho con hát đi. Mẹ cầm cho con hát đi. Từ khi đi. Từ khi đi. Đừng có chùi. Đi ăn hát cho mà nghe. Từ khi con vừa đi học, con cá lên lên luôn. Từ khi con vừa đi học, con cá biết yêu thương mẹ. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ. Mẹ yêu như của con, quê hương với chuối và hương với soi nếp mộ với đường mía lao. Không ai yêu mẹ bằng con, không ai yêu con bằng mẹ. Mẹ yêu như của con, quê hương với chuối và hương với soi nếp mộ với đường mía lao. Đi à, giỏi quá, đi gắng học đầy đủ bài nha con. Nè mẹ cho con kẹo lại nè. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ con ma. Con một mắt. Con ma một mắt hả? Hôm nay cả nhà rủ nhau đi bắt tép trứng á. Vinh thấy người ta kêu là tôm trứng cả nhà ơi, với mấy con tép. Ở Đức người ta bán là 18 euro một ký á, thì nó khoảng là 450.000 một ký. Mà đi bắt cho nó vui chứ ăn bắt đâu có đủ ăn đâu cả nhà. Hôm nay có Samira đó nên cho tụi nhỏ chơi luôn. Thua rồi không biết có bắt được không cả nhà ơi. Nhưng mà trời mát cảm thấy dễ chịu. Sammelt gerade Fisch. Hier ein alter Fähr. Hier, Samia, guck mal. Und noch mehr. Rein, ja? Gerade unter das, Samir. Ja. Ja, nur schon hier rein. Das Wasser drin. Wo dann auch der? Das Wasser drin. Thấy cái đầy không? Nó nè.
Không nè. Nè con ruốc giống con ruốc của mình vậy đó, đầy luôn nè đó. Nhìn thả nó ra quá trời nhiều luôn rồi. Với một vợt thôi nè đầy lên nè. Đó. Dưới đây cho nhà thấy nha. Đó, nó nhiều nè. Nhà thấy không? Thì thả nó ra. Thả nó ra đó. Nhiều lắm. Nur lachen? Ja, das nicht lachen? Ich auch. Schon aufstecken ist böse, Mann. Ich auch, Mama. Tut mal bitte nicht hier draufstecken. Wir stellen es mal auf den Tisch. Chọn mặt cô chú đi. Té ra tôi vô chân nó còn chân. Chào tôm. Nó chào tôm á. Đi chị Samia đâu rồi? Chị Samia đâu rồi con? Đi ăn kem. Chị Samia đi ăn kem với ba rồi. À, nước nè. Con bữa nay á tôm nhỏ nhiều lắm, nó nhỏ xíu à. Để cho nó lớn mới bắt được lượng dơ con. Nhỏ quá nên Quyên không có Quyên bắt, Quyên thả nó lại rồi. Có mấy con lớn thôi à. Tức là đợi chắc là đợi thời gian nữa nó mới lớn. Nè cái hồi nó bay cái đó bày đàn vô cái nhà hồi coi nè. Nó bơi dưới đây này dưới đó đó. Nó bơi dưới đó đó. Nhiều lắm luôn đó. Nhóc cái dân kìa, Lia Timo nhìn kìa, nó kìa, nó đẩy dân kìa. Té con, té Timo. Chưa chị im. Đó, khóc quá, sụp cái. Cái này. Sô vi à. Tôi đi vô. Ôn đô vás à. Té nó Timo, té nó con. Nhìn nó té, nhìn nó quyên bậy đó. Nhiều lắm cả nhà ơi, nhiều dữ lắm luôn. Cái này mà nó lớn nó xúc mấy ham. Nó còn nhỏ nè. Rong biển quá trời, rong biển luôn. À, xuống tàu á, từ cái bến tàu á. Không ở đây chứ còn bắt nó tội nghiệp đó. Nay nay đừng mở dưới nước biển dơ ô nhiễm môi trường, mấy con cá nó chết, nó con mở dưới thùng rác đi. Con kiếm nó hỏi ba đi. Con kiếm nó hỏi ba cái thùng rác ở đâu. Thời tiết không có đẹp nên không có du khách đến đây nhiều cả nhà. Giờ hôm nay không đẹp nên tép trứng nó cũng không có nhiều nữa. Tép con nhiều lắm. Rồi thả nó, bắt cho mấy đứa bắt chơi á, thả nó. Quá trời tép con luôn cả nhà ơi, nhiều, thấy tội nghiệp không? Rồi Quyên thả nó ra chưa? Am meisten Fische, Mama.
dann tut's auch weh. Was ist das? Das mal nicht. Das nur ein Stein. Er soll schon runtergehen. Und bade du, xem video cho gia đình con. Quyên xin hân hạnh cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video hôm nay. Thì hôm nay thì Quyên không có bắt được tép, cả nhà ơi, Quyên thả ra hết rồi. Nó còn rất là nhỏ, với lại mưa sóng to quá à. Thì Quyên nghĩ là khoảng 3 tuần nữa thì mấy con tép này nó lớn á, thì đi ra bắt lại coi nha cả nhà. Quyên hẹn cả nhà video tiếp theo. Quyên chân thành cảm ơn.